phiên bản mới của chúng ta được thiết kế. Ok, chúng ta hãy lắc đều lên để cho tất cả những cái hương vị bên trong nó có thể hòa quyện vào nhau. Đối với hương thơm của Chivas 12 năm, chúng ta có thể cảm nhận được mùi thảo mộc dại. Hello, xin chào các bạn, mình là Tiên Nhật Vlog đây. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về sản phẩm Chivas 12 năm đến từ Scotland. Vậy thì Chivas 12 năm đến từ Scotland có điều gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong video clip này nhé. Như các bạn có thể thấy rằng bên cạnh Tuyên đó là chai Chivas 12 năm phiên bản mới năm 2022. Vậy thì chai Chivas này có điều gì đặc biệt so với phiên bản cũ? Và trên tay Tuyên như các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu mã hoàn toàn khác so với phiên bản cũ này. Tuy nhiên cái hương vị đặc biệt là các bạn giữ nguyên cái hương vị cái phiên bản gốc, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Phiên bản mới này nó giúp cho chúng ta có thể sử dụng làm quà tặng, quà biếu, trưng bày rất là tuyệt vời. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng ngắm nghía chai rượu này về vẻ bề ngoài. Như các bạn có thể nhìn thấy rằng phiên bản mới của chúng ta được thiết kế màu đỏ rất là sang trọng. Đây là xung quanh của cái chai rượu. Đó, như các bạn có thể thấy. Và bây giờ thì Tuyên sẽ mở ra bên trong của chúng ta thì sẽ như thế nào nhỉ? Bên trong thì chúng ta sẽ lôi ra được một cái chai rượu Chivas 12 năm phiên bản mới như thế này. Và chúng ta hãy cùng nhau lại ngắm nghía em nó một lần nữa. Chivas 12 năm phiên bản mới được thiết kế hoàn toàn khác so với người đàn anh phiên bản cũ. Kiểu dáng của chai được thiết kế thon hơn và cao hơn. Tuy nhiên hương vị hoàn toàn không thay đổi. Đây là một chai rượu hàng công ty nha các bạn. Và với tem mác đầy đủ, mã vạch và cũng như là tem phụ, chúng ta có thể nhìn thấy đường nét thiết kế của chai rượu này rất là tinh xảo. Và bây giờ thì Tuyên sẽ review về cái chai rượu Chivas 12 năm này cho quý vị khán giả của Tiên Nhật Vlog cùng đón xem nhé. Và sau đây thì Tuyên sẽ giới thiệu sơ qua về sản phẩm Chivas 12 năm này. Đó là Chivas 12 năm được sản xuất tại Scotland. Đây là một loại blended Scotch whisky được pha trộn từ những cái loại ngũ cốc hảo hạng. Chivas 12 năm có vị khá đậm đà, mạnh mẽ nhưng cũng rất là mượt mà. Và ngay sau đây thì Tuyên sẽ sử dụng một chai rượu Chivas 12 năm để review cái cảm nhận của Tuyên về cái hương vị cũng như là cái cách thưởng thức cái chai rượu này nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức và khám phá chai rượu Chivas 12 năm này cùng với Tuyên Nhật các bạn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá và thưởng thức cái hương vị của chai rượu Chivas 12 năm này xem có điều gì đặc biệt. Và đây là cái cảm nhận của cá nhân Tuyên. Các bạn có thể xem video và có một cái cảm nhận khách quan hơn. Trên tay Tuyên là một cái chai rượu mà Tuyên đang sử dụng rồi nha các bạn. Tuyên sẽ sử dụng một cái loại cốc để chuyên uống những cái dòng whisky này. Đây là một cái loại cốc mà có cái miệng rất là nhỏ, như các bạn có thể nhìn thấy. Cái miệng nhỏ này để chúng ta có thể tận hưởng được cái hương vị một cách chân thật nhất của những cái dòng rượu whisky, rượu mạnh mà chúng ta sử dụng. Bây giờ thì Tuyên sẽ chắt cái chai rượu này ra và một chút. Ok. Và bây giờ thì Tuyên sẽ chia sẻ với các bạn về ba cái cách thức để chúng ta thưởng thức cái loại rượu whisky. Tất cả các loại rượu whisky chúng ta sẽ áp dụng những cái cách sau đây. Phương pháp thứ nhất đó chính là chúng ta hãy ngắm nghía màu sắc của rượu mà chúng ta sử dụng, ví dụ như chai Chivas 12 năm này, và chúng ta hãy lắc lên, chúng ta hãy lắc đều lên để cho tất cả những cái hương vị bên trong nó có thể hòa quyện vào nhau. Và có rất là nhiều những cái cách thức uống và thưởng thức khác nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Tuyên sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức cơ bản nhất, đó chính là uống không như này. Và cái màu đặc trưng của loại Chivas 12 năm này đó chính là màu hổ phách nhạt. Và các bạn có thể dễ dàng hiểu được rằng đó là những cái loại Chivas mà có cái tuổi đời càng cao thì cái màu của nó lại càng đặc sắc hơn, càng đậm hơn. Và dòng 12 năm này thì nó có màu hổ phách nhạt. Và chúng ta sẽ lắc lên để chúng ta hòa trộn cái hương vị ở bên trong cái chai rượu này. Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái thính giác của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái thính giác của chúng ta, đó là chúng ta sẽ ngửi. Chúng ta sẽ ngửi và cảm nhận cái hương vị của chai rượu này. Đối với hương thơm của Chivas 12 năm, chúng ta có thể cảm nhận được mùi thảo mộc dại, mùi da, mùi mật ong và những loại hoa quả chín ở bên trong hương vị của cái loại rượu này. Và sau khi mà chúng ta ngửi rồi thì đến cái phương pháp số 3 để thưởng thức loại rượu này, đó chính là chúng ta sẽ nhấp một chút rượu vào trong khoang miệng của chúng ta, cảm nhận bằng đầu lưỡi. Tuyên Nhật xin kính mời quý vị khán giả của Tuyên Nhật Vlog cùng thưởng thức với Tuyên nhé. Về vị, Chivas 12 tròn vị, đậm đà với nhiều vị mật ong
và lê chín kết hợp với mùi hương dễ chịu của vani, quả hạnh và kẹo bơ. Hậu vị kéo dài và rất là đậm đà. Nhưng bạn thấy rằng là sau khi Tuyên nhâm nhi một chút rượu thì Tuyên cảm thấy ở trong cái khoang miệng của Tuyên nó hiện tại thì nó đang có một cái vị rất là tê và nó để lại một cái vị ngọt kéo dài. Tại sao Tuyên lại review về những cái loại rượu như thế này? Xin chia sẻ thật sự với quý vị khán giả, đó chính là Tuyên không phải là một người nghiện rượu và cũng không hay để uống rượu, nhưng Tuyên rất là yêu thích những cái vẻ đẹp, những cái phong cách mà những cái chai rượu đem lại, và Tuyên ngắm nghía những cái chai rượu đó mỗi ngày. Tuyên yêu thích cái việc sưu tập về các loại rượu. Và xin chia sẻ với quý vị khán giả, đó chính là trong mỗi một cái ngôi nhà hiện đại nên có những cái chai rượu để chúng ta làm cái vật mà trang trí. Nó giống như những cái vật decor hay là những cái bức tranh hay là những cái gì đó bạn trang trí vào ngôi nhà của bạn. Nó tạo nên một cái nét rất là sang trọng và quý tộc, và đặc biệt là một cái phong cách để thưởng thức cùng với gia đình trong một cái buổi tối rất là êm dịu, nhẹ nhàng. Và cái sự kết nối từ cái việc nhâm nhi ly rượu và kết nối gia đình với nhau, điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và hãy thay đổi cái cách thức thưởng thức rượu một cách tinh tế để chúng ta cảm nhận được cái hương vị và cái công sức mà nhà sản xuất đã tạo ra được những dòng rượu rất là tuyệt vời như thế này, và mất rất là nhiều năm để có thể hình thành nên một cái hương vị đặc biệt, đặc trưng như thế này. Sau khi mà thưởng thức nhâm nhi hương vị của Chí Vát 12 năm thì Tuyên đúc kết lại, đây là một cái chai rượu rất là tuyệt vời và được sử dụng những nguyên liệu đặc trưng của vùng Speyside làm điểm nhấn cho hương vị của chai rượu này. Và xin chia sẻ với các bạn rằng là đây là một chai rượu cực kỳ đáng thưởng thức. Và nếu như bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với Tuyên qua số điện thoại hoặc Zalo 086-922-1486 để đặt hàng ngay các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nếu như các bạn thấy hay và hữu ích đối với bạn thì đừng quên để lại cho Tuyên một like, một share, ấn vào đăng ký kênh ở phía bên cạnh này để theo dõi được những video mới nhất của Tuyên nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.